chúng tôi sẽ tôi có sẽ có hai bài với anh chị, sự hình thành tim ha, với lại sự hình thành hệ sinh dục. Thầy này tiết niệu với anh chị học chưa? Hệ tiết niệu chúng ta học chưa vậy? Chưa học Có học hả? thì chưa rồi. Thì tôi sẽ nhắc chút xíu cái phần đó. Hồi nãy á, lúc mà tôi đi vô cái lớp này hơi sớm một tí, thế là các anh chị học mà có một cái can thiệp bào thai nè, đúng không? Anh chị học cái bất thường của song thai, rồi có can thiệp bào thai, có đốt laser, đúng không? Dạ đúng rồi cô. Ở Việt Nam mình làm được chưa vậy? Nãy có lấy ví dụ là vụ của Song Song Nhi với lại Việt Đức đó cô. Thông thai chứ. Ý là bé Trúc Nhi, Diệu Nhi nên là em kêu là Song Nhi. Bé Trúc Nhi, Diệu Nhi. Hai em bé đó là hai cái em bé mổ sau sinh mà. Chứ đâu phải là can thiệp bào thai trong cái song thai mà đốt laser. Hai cái em bé mà nó dính nhau đúng không? Xong mổ nó đúng không? Dạ đúng rồi. Còn hai em bé đó là em bé nó bình thường, là nó ý là không can thiệp bào thai gì hết. Hai em bé đó sinh ra nó bị dính nhau rồi xong mổ nó sau sinh mà. Chứ đâu phải can thiệp bào thai của laser. Can thiệp bào thai có laser có nghĩa là bất thường mạch máu. Xong sau đó người ta sẽ đốt vào từ trong bào thai á, để đốt những cái thông nối giữa hai em bé đó, người ta cứu sống cả hai em bé, mình duy trì cái thai đó có thể tới cái ngày mình có thể đưa nó ra, mình nó có thể sống được á. Hai nó khác nhau nha, cái đốt laser là cái chuyện khác, một cái bất thường trong truyền máu của song thai một bánh nhau, còn cái dính nhau là một cái thai mà nó phân chia sơ muộn hơn nữa mà nó bị dính nhau rồi, hai khác nhau ha. Hiện tại thì các cái kỹ thuật đó làm được Việt Nam rồi nha các anh chị, hiện tại bên tôi đang làm á, có nghĩa là các cái can thiệp trong bào thai đã làm được hết rồi ha, hầu hết các kỹ thuật đã đều làm được hết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái bài sự hình thành tim nha. Quảng cáo chút xíu vậy thôi ha. Cho các anh chị tỉnh ngủ, giờ này học buồn ngủ đúng không? Thế mục tiêu của bài chúng ta sẽ có cái gì? Mô tả hình thành ống tim nguyên thủy ha. Nêu các giai đoạn hình thành bách liên nhĩ. Ha, bách liên nhĩ có nghĩa là mình sẽ phân chia một cái bách, nó chia ra hai cái nhĩ, nhĩ trái, nhĩ phải. Bách liên thất sẽ phân chia thất trái, thất phải, và đường thoát là chúng ta sẽ có động mạch phổi cũng như động mạch chủ. Chúng ta sẽ mô tả các cái tuần hoàn trước sinh và sau sinh. À, tuần hoàn trước sinh khác, sau sinh cái gì? À, và tại sao các cái dị tật trước sinh thì em bé sống bình thường khỏe mạnh ở trong bụng ha. Thế nhưng mà khi mà nó sẽ gặp các cái sự cố sau sinh mà chúng ta cần có những cái can thiệp bào thai ngay sau sinh. Có nghĩa là chúng ta có thậm chí có một số dị tật chúng ta phải can thiệp từ trong bào thai, chứ nếu không em bé sẽ tử vong. Rồi chúng ta có một cái ví dụ. Tức là bé này ha, sinh thường nè, đủ tháng, khỏe mạnh, khóc tốt, bú tốt hết. À, sau đó người ta thấy bé bắt đầu ly bì, ha, nó bú kém dự từ đi. Cái khoảng 20 tiếng sau sinh thì bé giảm tới máu ngoại biên, bắt đầu tím. À, người ta thấy bé mệt dần, người ta được chuyển em bé tới khoa hồi sức sơ sinh. Đặt nội khí quản, ha, đặt tĩnh mạch trung tâm, bắt đầu sử dụng prostaglandin. Thì chụp X-quang thấy tim, ha, tim rất là to. Siêu âm là chẩn đoán thì hội chứng thừa sản tim trái. Ha, ở trong bụng thì nó vẫn ok hết, cho tới ra chào đời ha, thì bắt đầu nó diễn tiến dần dần xấu đi, là do bởi sự đóng của cái ống động mạch ha. Trong bào thai em bé sẽ có cái ống động mạch mà sau sinh thì thường nó sẽ đóng đóng, nó gây ra các cái sự cố như cái em bé này. Bây giờ chúng ta sẽ mô tả cái tuần hoàn trước sinh và sau sinh như thế nào, và tại sao là em bé trong bụng thì nó vẫn phát triển khỏe mạnh bình thường mà sau sinh thì bắt đầu nó sẽ có những cái sự cố như chúng ta vừa mô tả. Ta học sinh lý rồi đúng không các anh chị? Chưa Thứ hai mà sinh lý chưa học hả? Học năm kìa. hai học kỳ hai mới học cô, lấy học kỳ hai mới học cô. Tim mạch chưa học luôn. Rồi phải giải phẫu tim học rồi đúng không? Dạ đúng cô. Rồi, giải phẫu tim học rồi, ít nhất học giải phẫu rồi đỡ hơn được chút xíu. Ở chỗ này chúng ta sẽ có cái gì đây các anh chị? Này là gì? Phải tâm thất phải à, tâm thất phải chứ. Rồi, bên đây là gì? Ta có thể ngõ ngắn là thất trái, thất phải cũng được. Cái này là gì? Bên này sẽ là thất gì? Trái trái Chúng ta có gì? nhị phải Đây chúng ta sẽ có nhị trái, trái.
Ở dưới đây chúng ta có gì về đây? Tính dạ, mặt tính mặt chủ dưới. Ở trên chủ dưới. Tính mặt chủ trên. Ở đây chúng ta có vàng cái gì đây? Dạ, tính mặt phổi. Nó đổ về đâu? Nó đổ về đâu? À, đổ về nhĩ phải, rồi đổ về nhĩ trái. Đổ nhĩ phải hay đó. À. Cái đó nếu mà đổ về nhĩ phải ta coi bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi ấy, xíu ta sao cái tật lắm. Rồi này chúng ta sẽ có gì đây? Cái này xin lỗi cái này. Này gì? Van hai lá. Chỗ này mà bự chà bá này mà. Này gì? Đâu cô? Chỗ nào cô? Đâu vậy cô? Đây cái này, đây động mạch cung động mạch trụ. Động mạch hồng cung động mạch trụ. Cung động mạch trụ. Tím à. Cái tím tím là gì? À, tím tím là động mạch phổi. À, mạch phổi sẽ đi lên nó chia thành hai cái gì? Nhánh phổi gì? Phổi gì? Phổi trái, phổi phải. Phổi trái, phổi phải. Cái này cái đó là cái tim của chúng ta ha. Thì máu sẽ di chuyển như sao? À. Máu đen ha. Từ phần trên của cơ thể nó sẽ đi xuống, cái này là cái động mạch, xin lỗi cái tĩnh mạch chủ trên. Phần dưới cơ thể nó sẽ đi tĩnh mạch chủ dưới, tất cả đổ về cái này là cái gì các anh chị? Đổ về đâu? Nhĩ phải. Nhĩ phải. Ờ, nhĩ phải nó sẽ qua cái van này, van gì? Van ba lá. Ba lá sẽ đổ xuống cái gì các anh chị? Thất phải. Ờ, thất phải, sau đó sẽ máu, đây, máu ít oxy sẽ được bơm lên đâu? Lên phổi, lên động mạch phổi. Phổi. Qua hai cái phổi trái, phổi phải và nó trao đổi oxy và nó trở thành máu, dầu oxy. Xong nó trở về bằng đường gì các anh chị? Hai tĩnh cái mạch phổi. Tĩnh mạch phổi. Bốn cái tĩnh mạch phổi. Phổi. Nhĩ, nhĩ gì đây? Nhĩ trái. Nhĩ trái, xong rồi nhĩ trái nó sẽ đi xuống cái này mày van gì vậy anh chị? Van hai lá. Van hai lá. Xuống gì? Trái. Trái xong trái bắt đầu bơm máu đi đâu? Lên động mạch chủ. Rồi, động mạch chủ ha. Rồi cái nhánh lên trên đầu ha, cái nhánh xuống. Rồi, đó là tuần hoàn của chúng ta học rồi đúng không? Chúng ta đã học ở trong giải phẫu rồi ha. Thế bây giờ nó có sự khác biệt như thế nào ha? Khi mà chờ trong tuần hoàn của trước sinh, tại sao nó lại khác? Tại sao nó không giống chúng ta? Bởi vì sao các anh chị? Em bé trong bụng thì nó có thở không? Em đoán xem nó có tự thở được không? Dạ không. Nó không có thở được ha, nếu không có thở được nó sống trong nước ối thì nó chết queo luôn ha. Hai cái phổi nó sẽ không có thở, hai cái phổi nó đông đặc lại. Mà nó sẽ lấy oxy từ đâu các anh chị? Lấy qua oxy. Nhau thai. Đúng rồi, nó sẽ qua nhau thai. Tức là mẹ nó giống như bữa chúng ta đã học rồi đó ha. Cái cây gai nhau á, à, các cây gai nhau nè, à, của cái lá nuôi gì nhớ không? Lá nuôi hợp bào, lá nuôi tế bào ha. Nó sẽ có hữu huyết, và từ cái hữu huyết đó nó sẽ trao đổi ha. Thì chúng ta sẽ có một cái máu dầu oxy, à, nó sẽ đi bằng cái đi ở đây, thấy cái quấn quấn này của chị ở đây nó sẽ có thấy có ba loại máu anh chị, ha, máu ít oxy là màu xanh, máu vừa oxy là màu tím tím và máu dầu oxy là màu đỏ. Thì chúng ta sẽ có bắt đầu ha, nó đi từ cái chỗ đây chúng ta thấy một cái tĩnh mạch rốn, ha, để cho các anh chị cái màu đỏ là rất là dầu oxy, ha, nó lấy oxy từ qua sau khi trao đổi với các cái hồ huyết bánh nhau của mẹ nè. À, nó sẽ lấy máu về dầu oxy là cái màu đỏ đây. Được không anh chị? À, ngay cái rốn của chúng ta nè, tưởng tượng được ha. Này cái dây rốn nè, xong đi qua đây. Đi vào trong đây, cái chỗ này cái tĩnh mạch rốn của em bé nè, à, ở trong bụng của nó. Và nó sẽ đi đòa vào đây và nó đi qua một cái cấu trúc người ta gọi là cái ống tĩnh mạch. À, ống tĩnh mạch thấy không? Cái cấu trúc này của chúng ta nó sẽ teo đi. Và sau đó nó sẽ đổ về đây. Cái chỗ này ha, nó đổ chung với lại cái ở đây. Cái tĩnh mạch chủ dưới của em bé nè, ha, và đi về đây. Đó, và đổ vào cái chỗ này là nhĩ gì các anh chị? Nhĩ gì? Nhĩ phải. Ừ, đổ về nhĩ phải. Ha, là máu này thì vẫn dầu oxy ha. Và xong sau đó thì ở đây chúng ta sẽ thấy nè, nó sẽ không đi xuống, nó sẽ đi rất ít xuống dưới lại thất phải thôi, tại vì này máu này bằng dầu oxy mà. Nên đâu có cân cớ mà phổi đâu có mỗi lúc này áp lực rất là cao trên hầu như các cái máu ở thất phải nó không có đi lên được mạch phổi bao nhiêu hết ha. Mà lúc đó nó sẽ đi thẳng qua đâu các anh chị? Đi thẳng qua đâu? Nhĩ trái. Đúng rồi, nó đi thẳng cái máu dầu oxy nó đi thẳng qua nhĩ trái ha. Còn ít máu á, khi nó đi xuống cái chỗ cái này là thất phải nè,
ha, nó sẽ được bơm lên động mạch phổi. Nhưng mà ở động mạch phổi đây ha, với động mạch chủ thì nó cái ống thông, người ta gọi là ống ống động mạch, nó sẽ cũng đi máu qua động mạch chủ luôn ha. Và cái máu nó sẽ khi nó qua bên dĩa trái nó sẽ xuống thất trái ha, và sẽ đưa bơm vô đi nuôi cơ thể của em bé ha, những cái nhánh lên đầu và cái nhánh đi xuống đây ha. Xong sau đó cái lượng máu ha, cái lượng máu của nó sau khi đã trao đổi cơ thể nó sẽ trở nên sao các chị, nghèo oxy, và sẽ đi về qua hai cái hệ thống, là hai cái hệ thống động mạch rốn ha, và nó trả lại chỗ bánh nhau và nó lại tiếp tục trao đổi. Các anh chị thấy không ha, cái tuần hoàn của nó hoàn toàn khác với tuần hoàn của chúng ta ha. Nó sẽ có hai cái đường thông, thứ nhất là cái lỗ bầu dục ở đây, và thứ hai là cái ống động mạch đây, để bypass, nó đi thẳng máu qua, chứ nó không đi qua cái quy trình tuần hoàn giống như của người trưởng thành hoặc là em bé sau sinh ha. Thứ hai nữa, bởi vì nó ở trong bào thai nó chịu một cái lượng oxy thấp, trên cái anh chị mới nhớ là cái hồi đó chúng ta học cái bài mà trong cái bài mà sự tạo máu á, trên cái tuần hoàn của bào thai á, nó sẽ có cái hồng cầu là cái HBF chứ nó không phải HBA như chúng ta, trên hậu quả là cái HBF nó sẽ áp lực oxy nó sẽ cao hơn, nên sau sinh thì các em bé nó sẽ hầu hết nó sẽ thay cái HBF bằng HBA, cho nên chúng ta thấy em bé sẽ bị tán huyết, nên cái hiện tượng vàng da sau sinh ha, và mức độ nào thì nó ảnh hưởng tới em bé là làm sao. Cái tiếp theo chúng ta sẽ học ở những E4 đã biết những cái khái niệm là tại sao ha, nó phải sử dụng HBF chứ nó không thể nào sử dụng HBA được. Thì chúng ta sẽ coi clip là nó dễ hiểu hơn. Đây ha, cũng cái hình để ta vẽ lại thôi. Nó thấy bắt đầu cái máu sẽ từ tĩnh mạch rốn ha, đây. Đây các anh thấy máu tĩnh mạch rốn nè ha, sẽ đi vào đó, nó đổ vào trong cái tĩnh mạch chủ dưới ha, nó có cái chỗ cái hệ này ống tĩnh mạch đổ vào cái tĩnh mạch chủ dưới, xong sau đó máu đi qua bên từ dĩa trái phải đi qua dĩa trái ha, xuống thất trái và đi qua đi nuôi cơ thể ha. Xong đó máu sẽ máu đen hay là ít oxy sẽ trở về theo hai cái động mạch rốn được ha. Chỗ này chúng ta sẽ nhớ là có hai cái thông nè ha, cái lỗ bầu dục ở đây và trên đây chúng ta có cái ống động mạch ha. Nên tuần hoàn trước sinh nó khác, tuần hoàn sau sinh nó khác, cả những cái dị tật bẩm sinh thì trong bào thai em bé sống ổn hết, nhưng mà sau sinh thì nó là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải can thiệp, chứ không em bé sẽ tử vong. Đây là cái tuần hoàn sau sinh ha. Thì chúng ta thấy đó, tách rời hẳn đây ha, máu đỏ với máu đen nó không trộn lẫn với nhau, tức ít oxy với nhiều oxy nó không có trộn lẫn với nhau, và tách rời hai hệ thống tuần hoàn sau sinh. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại, chúng ta biết được cái cấu trúc tim, chúng ta sẽ xem sự hình thành của nó như thế nào. Thì cũng vậy ha. Tức là tế bào cơ tim nó có nguồn gốc từ trung bì các anh chị. Mà trung bì là có nguồn gốc từ đâu? Tế bào trung bì đi từ đâu tới các anh chị? Thượng bì. Đúng rồi, thượng bì. Bì phôi. Và nó có là cái cơ quan đầu tiên có chức năng trong cơ thể ha. Nó bắt đầu đập vào khoảng ngày thứ 21 rồi. Mà nó bơm máu sau đó khoảng 3-4 ngày ha. Thì khi nó bơm máu nó sẽ tạo hình ha, nó giúp tạo hình và tạo vách các cái trái tim của chúng ta nữa, và trong đó nó sẽ có các hoạt động điện. Đây, nhắc lại đây, nó sẽ có thượng bì phôi nè ở phía trên, và đây là đường nguyên thủy. Thì cái vùng này nè, cái vùng này là nó sẽ đi vào chỗ này, vùng của thượng bì phôi, những tế bào này sẽ di chuyển vùng này, nó sẽ tạo ra những cái tế bào tim đầu tiên, và đây nó sẽ di chuyển vào, nó nằm phía dưới nha cho anh chị ha, cái lớp trung bì nó tạo thành phần cái vùng tim phải, vùng tim trái nằm đây phần màu đỏ nè, và nó có một phần của trung bì nó sẽ bị khóa ở đây, tạo thành cái phần là tim thứ phát nữa, tim thứ phát cộng với lại cái tim nguyên phát ban đầu thì nó sẽ tạo thành cái tim đầy đủ của chúng ta, và chỗ này nó bắt đầu hình thành dây sống nè. Rồi chúng ta sẽ có thấy rõ ràng là có hai cái ống hai bên ha, rồi hai vùng nguyên thủy nó sẽ, khi mà cái cơ thể của chúng ta trong quá trình khép mình của phôi ấy, nó sẽ gặp lại ha, và nó sẽ thành ngoại hình nó dễ hơn. Là chúng ta sẽ có hai cái vùng tim này ha. Rồi trong cái quá trình là khép mình ở khoảng ngày thứ 20 nè. Ha,
Ở chỗ này thấy là cái phần này nó sẽ cuộn lại hai cái vùng tim nguyên thủy ở hai bên đó, nó sẽ hòa lại với nhau, nó sẽ di chuyển từ từ nó hòa lại với nhau. Và đây chúng ta thấy nè, đây đầu tiên nó có hai cái ống tim nguyên thủy đây, sau hai cái ống tim nguyên thủy sau quá trình đập lại ha, khép phần lại thì hai cái ống này nó sẽ hòa lại nhau, tìm cái vách ở giữa. Đây chúng ta sẽ coi clip này. Đây, chúng ta thấy đây là đường nguyên thủy nè. Ta thấy những cái tế bào ha, sẽ di chuyển ở ngoài dưới và sau đó gặp lại, chúng ta thấy không? Đây ha. Đó, từ hai cái ống đó nó hòa lại với nhau. Sau khi khép mình. Là sẽ coi cái mặt cắt ngang. Đây, hai cái ống tim nguyên thủy của chúng ta đây. Đó, mình thấy nó hòa lại ha. Và chỗ này ha. Đó. Chỗ này là cái phần nội mạc của tim, chỗ phần này nó sẽ phát triển thành cơ tim. Đây, ta coi lại hai cái ống tim nó hòa lại ở đây nè. Đây chỗ này nha. Chỗ này là cái gì các anh chị? Nhớ không? Bữa nay chỗ này là cái gì? Ống sống. Cái ống thần kinh ha. Nhưng mà có dây sống chứ nó ống sống, là ống thần kinh. Ha, ở phần phía dưới này nè, phần phía trên chỗ này chúng ta đã có da nó phủ lên nè, ha. Ở phía dưới đây là hai ống tim nguyên thủy này, thấy không chị? Nó hòa lại với nhau, nó tiêu cái vách ở giữa. Ha. Còn cái phần này nè, nó tạo thành cái nội mạc tim. Đó. Còn những cái tế bào phía ngoài đây nó sẽ tạo thành tế bào cơ tim. Ha. Và giữa cái nội mạc tim với lại cái tế bào cơ tim bên ngoài chúng ta có một cái lớp người ta gọi là cái thạch tim. Ha. Rồi cái ống tim nguyên thủy sẽ phát triển thành cái gì? Nhĩ. Ha. Thất trái và nội mạc tim. Thì sau đó nó sẽ phát triển tiếp tục ha, về phía đuôi tạo thành kênh nhĩ thất. Có nghĩa là cái phần mà nó sẽ phân chia ra thành phần nhĩ ở trên và thất ở dưới, nhĩ nguyên thủy và các xoang tĩnh mạch. Thì vào tới khoảng ngày 21 ha, thì tế bào bên trong của trung bì bị khóa thành tế bào cơ tim xung quanh ống nội mạc. Rồi lớp thạch tim nằm giữa nội mạc hồi nãy chúng ta thấy và cơ tim ha. Và màng tim thì nó sẽ hình thành từ trung bì. Này trung bì gì các anh chị? Trung bì cận trục, trung bì bên hay trung bì trung gian? Cái màng tim là thành trung bì này. Phần trung bì này trung bì nào trong cái ba cái lớp trung bì của chúng ta hôm bữa chúng ta học vào trước á, trung bì nào? Trung bì trung gian thì hình thành gì rồi? Trung bì bên. Đúng rồi, trung bì bên ha. Phần trung bì bên nó sẽ tạo ra cái màng tim. Ở đây chúng ta xem đấy ha, sau khi hai cái ống tim nó hòa lại với nhau đây và thấy tạo thành cái ống chung ở giữa không đó, thì những tế bào bên ngoài đây nó sẽ tạo thành cơ tim màu đỏ đi ha, tế bào cơ tim. Tế bào bên trong này nó sẽ tạo thành nội mạc tim và ở giữa chúng ta sẽ có cái lớp người ta gọi là thạch tim. Nè, ban đầu cái trái tim nó chỉ làm cái ống như vậy thôi. Đó. Thế thì chúng ta sẽ nó sẽ có các quá trình như thế nào để nó phân chia ha, nó tạo phân chia tạo các vách cũng như tạo được các đường thoát cũng như xoay làm sao đó để nhĩ trái thì ở bên trái nhĩ phải bên phải tương tự như vậy cho thất. Ta đi tiếp của nó di chuyển như thế nào. Lúc này chúng ta trên đây chúng ta sẽ có cái gì trên đây nè các anh chị? Cái gì ở phía trên đây? Nhớ không? Chỗ này là cái gì đây? Này là gì? Nhớ không? Cái màu xanh xanh này nè. Máy thần kinh. À cái gì? Máy thần kinh đấy. Đúng rồi. À, cái này là chỗ cái tấm thần kinh đó. À, người ta gọi là tấm thì đúng hơn. Xong sau đó nó sẽ gấp lại đúng không? Nhớ không? Rồi sau đó thì bắt đầu tới tuần thứ 5 ha, nó bắt đầu dài ra và nó bắt đầu nó hình thành các buồng tim. Thì lúc này chúng ta sẽ có cái hệ thống mạch máu nối phần đuôi, phần sừng ha, của nhĩ nguyên thủy. Và nhĩ nguyên thủy sẽ nối với thất trái và thất phải qua một cái cấu trúc người ta gọi là kênh nhĩ thất. Tức là kênh nhĩ thất có nghĩa là giống như người ta đâm nàng tưởng giống cái đường dẫn á, của phần nhĩ với phần thất chúng ta. Để chúng ta xem nè. Vào khoảng thứ ngày 24 này, hai cái ống tim nó hình thành với nhau ha, nó nhìn nó giống ban đầu giống như cái dạ dày vậy đó. À, rồi tiếp theo tới ngày thứ 25 thì ở đây cái phần này bắt đầu nó xoay từ từ ha. Chỗ này chúng ta đang có phía trên là chỗ đường thoát nè, phía dưới chúng ta có thất nè. Tới khoảng ngày thứ 26 ha, thì cái phần buồng thoát sẽ ở trên đây, cái phần ở đây nó đã xoay nghiêng qua đây và chúng ta đã có thất phải
ha. Ở đây chúng ta sẽ có thức trái và phía trên đây là buồng thoát ha. Và đây khối này là sẽ là nhĩ. Rồi thức trái với thức phải ha, là thấy thức trái và đã được hình thành nhưng nó chưa phân chia với nhau ha, nó vẫn còn lại tại chung một cái ống đó thôi, nó chỉ mới xoay thôi. Và khi mà nó được thức phải và thức trái được hình thành là do nó sao, nó phân chia là do sự tách ra của nếp cơ ha. Nó sẽ cái cơ ở dưới nó sẽ mọc lên để nó phân chia ra thành thức phải và thức trái. Rồi sau đó cái nhĩ nè, cân nhĩ thất và thức trái trở thành là vùng tim nguyên thủy. À, thức phải và đường thoát được tạo thành từ vùng tim thứ phát. Như ban đầu chúng ta thấy á, ha, vùng tim nguyên thủy là cái vùng tim mà từ cái thượng bì phôi ha, nó di chuyển xuống ở vùng trung bì, nó tạo thành cái vùng đó vùng tim. Sau đó cái phần trung bì nó có một cái phần màu vàng, anh chị thấy là nó phát triển chung vào cái phần mà tế bào tim ban đầu đó ha. Đó là phần chia thành hai vùng tim nguyên thủy, vùng tim thứ phát. Tiếp theo chúng ta sẽ có hai cái phần nữa là đường thoát. Đường thoát ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ cái cấu trúc đó nó sẽ hình thành lên động mạch chủ và động mạch phổi ha. Phần gần nó tạo thành cái vùng nón động mạch, cái vùng chúng ta sẽ có hai cái lá van đó các anh chị ha, van động mạch chủ và động phổi. Phần xa chúng ta là thân động mạch ha, thân động mạch chủ và động mạch phổi. Như chúng ta thấy á, cái tim ban đầu nó chỉ là một cái ống thôi ha. Thế thì chúng ta sẽ, nó có một cái quá trình nó gọi là looping, có nghĩa là nó sao, nó sẽ xoay ha, đưa các cái cấu trúc tim về đúng cái vị trí giống như cơ thể của người trưởng thành chúng ta à, thì là chúng ta thấy nè, nó bắt đầu nó dài ra, nó cong lại hình chữ C và nó ra phía trước và bên phải ha. Ở bên phải thì nó cong, nó xoắn bên ngoài. Ở trong quá trình thì nó sao, thức phải di chuyển về mặt đuôi và bụng ha, thức chảy thì hơi bên trên một xíu. Nó thấy ban đầu cái ống vậy nè, nó nhìn cái hình nó dễ hơn ha. Ở chữ chữ O này chúng ta nói đường thoát nè, ở này là chúng ta có chữ phùng thất nè, để thất chung à nha. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có nhĩ, được ha. Sau đó khi nó chưa xoay, cái anh chị thấy không, cái đường thoát là cái động mạch chủ với động phổi thì luôn luôn nằm phía trên, sau đấy có thất rồi. Nhưng ta biết là nhĩ trái nhĩ phải sẽ đổ máu về thân thất trái thất phải, cho nên là sao các anh chị, cái cấu trúc nhĩ nó sẽ phải quay lên trên. Các anh chị tưởng tượng được không à, chúng ta thấy nó bắt đầu nó xoay qua hình chữ C, nó cong ở đây nè, tiếp theo nó cong tiếp nè, đó thì luôn luôn đường thoát ở trên ha, thất đây ha, và phần nhĩ đây đó, tiếp tục nó xoay. À, nó xoay xuống phần bụng, à, nó xoay xuống bụng và đưa cái phần nhĩ sẽ đi lên trên. À, để chúng ta coi cái clip. Đây chúng ta thấy, đây là ống tim nguyên thủy các anh chị ha. Đây chỗ này là cái màng ngoài tim ha. Ở đây chúng ta có tế bào cơ tim, đây nội mạc tim. Rồi chúng ta thấy nè, đó. Nó sẽ di chuyển và nó sẽ xoay. Chỗ này chúng ta có đường thoát nè, chỗ này thất nè và chỗ này nhĩ nè. Đó, từ ngày 23 các anh chị thấy không? Bắt đầu nó xoay từ từ. Đó. Đây ha, bây giờ chúng ta có thất phải ở đây, cái nhĩ ở đây, thất trái ở đây. À, chúng ta sẽ coi ở cái mặt phẳng khác. Đây thức phải ở đây ha, thức trái bên đây và cái phần nhĩ nó nằm đây. Đó, các anh chị thấy phần nhĩ nó sẽ xoay lên không ha, từ một cái ống ha, nó sẽ xoay, nó sẽ cong lên và cái phần nhĩ nó sẽ được đưa lên và nó sẽ phân chia ra. Chúng ta sẽ có đây thất phải thất trái, nhĩ phải nhĩ trái ha, và đường thoát. Rồi và tới ngày thứ 28 ha thì nó không có dài nữa đó, cái kích thước nó dài như vậy là đủ rồi, nó đã phân chia được các cái vùng của tim rồi. Thì bây giờ nó bắt đầu quá trình tạo hình đó, thì nó sẽ tạo hình như thế nào? Thứ nhất, đường thoát sẽ nằm giữa hai nhĩ à. Rồi kênh nhĩ thất sẽ nằm giữa hai thất, thì giống như nói hồi nãy, kênh nhĩ thất là cái cấu trúc á, mà nó sẽ phân chia là phần nhĩ là ở trên, thất là ở dưới ha. Thì quá trình looping này nó sẽ giúp cho các cái sắp xếp của vùng tim ở những vị trí thích hợp. Rồi phần còn lại của phát triển tim thì bao gồm ha, chúng ta sẽ có gì sau khi nó đã đi vào các vị trí rồi ha, nhĩ đã có, thất đã có,
đường thoát đó có. Thì bây giờ cái việc của nó là sẽ là phân chia ra rõ ràng hai bên cho máu nhiều oxy và máu ít oxy, hai cái phần đó sẽ được tách biệt ra, cho nên bắt buộc nó phải hình thành các cái van. Ha, các cái van để làm cái gì các anh chị? Máu sẽ không đi ngược từ đâu, thất phải không có trào ngược lên nhĩ phải, nếu có thì chúng ta bị bệnh hở van này. Cũng tương tự như thất trái sẽ không có trào ngược máu lên trên nhĩ trái, được ha? Và tạo vách cái buồng tim, có nghĩa là một cái vách chia ra giữa nhĩ trái và nhĩ phải, thất trái và thất phải. À, máu cái vùng đó không thông thương với nhau. Nếu như các vách đó hình thành không tốt, chúng ta sẽ có tật gì? Thông liên nhĩ hay là một cái lỗ ở giữa hai nhĩ, hoặc thông liên thất, một cái lỗ giữa hai thất. Các anh chị tưởng tượng được ha, rồi mạch vành sẽ đi về đúng vị trí nè, ha, hệ thần kinh và dẫn truyền vân vân. Thế thì nếu như cái quá trình đó, sắp xếp đó mà nó không đúng, chúng ta có cái bệnh gọi là heterotaxy, có nghĩa là nó bất thường các cái vị trí trong cái xoay của tim, ha, bất thường trục trái trục phải, có nghĩa là ví dụ như tim thất phải nằm bên phải và thất phải nằm bên trái, ha, và thường nó sẽ đi kèm cái bất thường cấu trúc tim, khi nó xoay nó không đạt được đúng cái vị trí của nó thì nó kéo theo bất thường cấu trúc tim, có nghĩa nhĩ chung nó không hình thành vách liên nhĩ, hoặc bất thường trên nhĩ thất, có nghĩa là giữa vùng nhĩ vùng thất, ha, nó có thông thường với nhau và kéo theo là sự hình thành bất thường của các cái tĩnh mạch, ha, đặc biệt và quan trọng nhất là mạch vành. Nó gây bất thường mạch vành thì đã ảnh hưởng tới máu nuôi tim, những cái thường này, những cái dị tật này sẽ tèm kèm theo rất là nặng, ha, và thường là rất là khó khăn trong cái việc mà điều trị mà sửa chữa trả về một cái trái tim giống như là trái tim nguyên vẹn mà hình thành đúng. Và tới cho thời điểm hiện tại, những cái bất thường này quá nặng thì thường chúng tôi sẽ chấm dứt thời kỳ, ha. Vì thường thường em bé sẽ lúc mà sau sinh, điều trị sau sinh sẽ không có mổ để mà tạo hình tạo lại được hai thất, thường em bé sẽ chịu một cái thất chung. À, và em bé nó người ta gọi là cái tật tim một thất á, thì lúc nào nó cũng tím hết á, chứ nó không có phân chia rõ ràng máu đỏ với máu nhiều oxy với ít oxy, hậu quả là em bé sẽ tím ha. Lúc nào nó cũng sống với một lượng rất ít oxy và em bé sẽ các hoạt động sẽ thể chất nó sẽ giảm xuống, nó viêm phổi ha, tái phát, nó nhiễm trùng và nó gây ra tử vong. Và khi xoay bất thường như vậy, thường nó gây bất thường cơ quan nội tạng khác, ví dụ như bất thường lách ha, bất thường gan, ruột xoay bất toàn vân vân. Thì bởi vì cái chúng ta thấy trong khoa học á, trong hình thành cơ quan chúng ta thấy xoay nó sẽ xoay chung hết, thì chúng ta tách ra học từng cơ quan thôi, nhưng mà tại thời điểm đó ha, khi mà cái tim xoay thì song song đó là ruột cũng xoay ha, các cái nụ gan nụ lách cũng được hình thành ha, và nó sẽ gây ra bất thường nhiều cơ quan trong cơ thể chứ không phải một trái tim không. Và tiếp theo đó là sự hình thành mạch máu ha, như chúng ta thấy rồi đó, cái tim được hình thành thì sẽ kết nối với mạch máu như thế nào. Thì ban đầu rất là nhiều mạch máu ha, phát triển cùng với nội mạc tim trước khi tim di chuyển qua lồng ngực, mà sau đó thoái hóa từ từ đi. Thì chúng ta có, đầu tiên chúng ta có một cặp động mạch chủ lưng lực ha các anh chị, chứ mà như đâu gì hiện tại chúng ta có động mạch một cái động mạch chủ thôi. Rồi khi đầu phôi phát triển là ống tim di chuyển ở vùng cổ mực nè, cặp động mạch chủ ha sẽ bị kéo về phía bụng tạo thành cung động mạch chủ. Đầu tiên chúng ta có 6 cặp mạch máu dẫn về tim lận ha, chúng ta có vùng tĩnh mạch vùng đầu, mạch máu tuyến nội hoàng và tĩnh mạch rốn. Đây chúng ta thấy nè ha, đây nó dẫn về tim. Đây ha, ở đây chúng ta sẽ có những cái tĩnh mạch vùng đầu ha, ở đây chúng ta sẽ có tĩnh mạch ở vùng túi não hoàng, và ở đây chúng ta sẽ có ở phía dưới đây cái động mạch rốn vân vân. Sau đó là cái những cặp này nó sẽ thoái hóa từ từ và chúng ta còn lại một cái thôi. Và tới ngày 22 thì hệ tuần hoàn nguyên thủy tồn tại hai bên luôn ha, tĩnh mạch vùng đầu là dẫn máu về tim nè, tim bơm máu là mạch chủ trái và chủ phải nè. Rồi tuần thứ tư thì cặp động mạch chủ lưng sẽ hòa lại ha, từ từ nó sẽ hòa lại từ từ các anh chị, không ở ngay mức thắt lưng 4 hay L4 nè. Hệ tĩnh mạch sẽ thay đổi, tất cả máu sẽ dẫn lưu về nhĩ phải qua tĩnh mạch chủ trên và chủ dưới thôi. Tức là chúng ta có rất là nhiều mạch máu ha. Sau đó nó thoái hóa từ từ. Rồi tim bắt đầu đập vào ngày thứ 21 ha. Tới ngày 24, 25 thì máu bắt đầu di chuyển ở trong phôi rồi. À, thì chúng ta biết là cái thời điểm đầu tiên á, bữa chúng ta đã học cái phần sự làm tổ á, thì ban đầu nó sẽ dinh dưỡng ha, đơn giản một cách thẩm thấu thôi, mà sau đó thì cái phôi nó càng ngày càng lớn lên thì nó nhu cầu chắc chắn nó cần phải có tim để bơm máu thì mới đủ dinh dưỡng cho nó. Máu tĩnh lọc từ mà vùng đầu ha, túi não hoàng và rốn đi vào xoang tĩnh mạch, sau đó thành tĩnh mạch chủ dưới và trên. Để chúng ta coi nè ha, ngày 24 nè ha, chúng ta có rất là nhiều mạch máu đổ về tim, chúng ta có tĩnh mạch chủ trên chủ dưới mà sau đó thoái hóa teo đi, chúng ta sẽ còn cái tất cả cái vùng đầu ha, nó còn lại một cái tĩnh mạch chủ trên và cái vùng dưới cơ thể chúng ta sẽ dẫn về mạch chủ dưới mà thôi. Nó phối hợp hình thành tim với mạch máu như thế nào? Xoang tĩnh mạch bên phải ha, mở vào nhĩ phải tạo thành lỗ đổ cho tĩnh mạch chủ trên nè, dưới và xoang vành ha. Nút xoang hình thành cái vùng tĩnh mạch chủ trên và vào tận cùng.
hai nhĩ phải và trái được tạo hình thành vào khoảng tuần thứ 4, thứ 5. Xíu tôi sẽ nói cái phần này, tạo vách ở đây. Rồi tới tuần thứ 4 thì tĩnh mạch phổi hình thành, là trung vị tim nha. Nó sẽ nối với phổi và nhĩ trái, nó hơi lệch ở bên trái. Tức là cái phần tĩnh mạch phổi nè, nó sẽ được hình thành sau. Ha. Và chúng ta khi mà nó hình thành bất thường á, chúng ta sẽ có bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi. Thay vì nó sẽ được cắm vào đâu các anh chị? Cắm vào nhĩ trái, ha, lệch ở bên trái chút xíu. Thì nó đôi khi nó không hình thành 4 tĩnh mạch, nó hình thành 1 tĩnh mạch thôi. Nó cắm ngược vào, chúng ta sẽ có cắm vào trong nhĩ phải chẳng hạn, vân vân. Ở cái phần tiếp theo, ha, cái phần tạo mạch máu sẽ xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái phần tạo vách. Ha, chúng ta sẽ có hai cái vách được tạo ra. Xin lỗi, đúng là nó sẽ có ba cái vách. Ha. Vách liền nhĩ, vách liền thất và cái vách của hai cái buồng thoát. Chúng ta thấy ban đầu chúng ta chỉ có một cái đường thoát thôi. Giờ nó sẽ tạo vách để chúng ta phân chia thành động mạch chủ và động mạch phổi. Đây, cái quá trình tạo vách đó, thì nó đi song song với tạo van tim luôn. Ha. Van tim để chống cái máu mà trào ngược. Rồi từ cái ngày thứ 28 tới 37 thì chúng ta có hai quá trình quan trọng. Nó sẽ bị khóa tạo hình vách liên nhĩ ha, và cơ thất. Thì các cái tế bào bị khóa từ hai loại tế bào, nội mạc tim và tế bào mạc thần kinh ha. Giống như bữa chúng ta thấy á, những cái tế bào mạc thần kinh nó sẽ can thiệp vào trong cái phần mà chúng ta tạo cái vách của buồng thoát. Tế bào nội mạc cơ tim của vùng nhĩ thất đường thoát nó chuyển dạng, nó có sự chuyển dạng. Có nghĩa là ban đầu là tế bào nội mạc rồi ha, thì dưới một cái cảm ứng nào đó thì nó sẽ tạo thành những cái tế bào trung mô ha, nó lấn vào vùng chức nền mà bảo tạo thành một chức nền. Từ đó tạo thành cái van tim. Ăn thấy chúng ta thấy không, ăn cái tim như ăn cái tim heo á, chúng ta thấy cái vùng van á à, thì nó sẽ dai đúng không? Còn vùng cơ tim chúng ta thấy cái mô khác nhau, thì cái này bởi vì bản chất của nó là nó được tạo thành từ tế bào nội mạc mà nó do sự cảm ứng nó chuyển dạng để tạo thành các cái lá van, cái lá van của tim. Đây chúng ta thấy ngày thứ 30 à, ngày thứ 30 đây chúng ta thất chưa phân chia à, đây chúng ta có thất nè, ở đây chúng ta vẫn có một cái nhĩ trùng ở đây. À, ở đây chúng ta đã còn là cái tĩnh mạch chủ trên thôi, cái tĩnh mạch chủ dưới thôi. À, bây giờ thì nó sẽ làm sau đó để phân chia chúng ta thành nhĩ phải, cái nhĩ trái ở đây. À. Rồi tới tới ngày thứ 32, ở đây chúng ta thấy ở nhĩ trái nè, nó có bốn cái lỗ đổ của cái tĩnh mạch phổi. À, đường về của tĩnh mạch phổi nè. Ở đây ha, ở cái phần đây phần nhĩ phải, chúng ta sẽ thấy nè bắt đầu hình thành cái vách ở trên đây. Ở đây chúng ta sẽ có cái lỗ đổ của cái tĩnh mạch chủ dưới ha, cũng như lỗ đổ của xoang vành và lỗ đổ của tĩnh mạch chủ trên. Đây mà thấy nè, nhưng mà chúng ta ban đầu thì cơ tim chúng ta sẽ có gì, cái tế bào cơ tim bên ngoài ha, và cái nội mạc ở trong là cái màu vàng, cái màu hơi cam cam ở ngoài là tế bào cơ tim. Thì cái đây là cái phần này chúng ta có một cái chất giữa của cái nội mạc tim, chúng ta có một cái chất được gọi chất nền ngoại bào ha, chất nền ngoại bào thì nó sẽ cảm ứng, nó làm cho những cái tế bào nội mạc cơ tim à, nó sẽ chuyển dạng à, thành những cái tế bào giống như mô nam, ta gọi là tế bào trung mô, để ta tạo thành các cái lá van đầu tiên. Thì đặc biệt trong cái sự tạo vách đó, thì tế bào mạc thần kinh nó sẽ xâm lấn vào vùng đường thoát để phân chia ra động mạch chủ với động mạch phổi. À, chất nền ha, là tiêu quan trọng để tạo vách trong tim. Chất nền vùng nhĩ thất là giúp phân chia nhĩ thất và hình thành các van nhĩ thất. Chất nền đường thoát thì tạo vách phân chia động mạch chủ, phổi, vách liền thất và van động mạch chủ và nội phổi. Tất cả những cái vùng này ha, là do đều do những tế bào nội mạc của tim nó chuyển dạng. Ha. Rồi chúng ta có một cái bệnh lý mà chúng ta thấy là khi mẹ mà bị tiểu đường trong quá trình mang thai ha, và bầu bị tiểu đường mà không kiểm soát tốt thì như vậy gây ra chuyển dạng bất thường tế bào mạc thành tế bào trung mô, và hậu quả của nó thành thành bất thường của cái vách tim. Ha. Bất thường vách tim chúng ta sẽ có thất bất thường của các cái lá van. Đây chúng ta thấy đây ha, chỗ này cái đường thoát nè, ban đầu chúng ta chỉ có một cái cấu trúc ống thôi, thì lúc này những cái tế bào màu thần kinh nó sẽ xâm nhập chung vào những cái tế bào trung mô. Màu thần kinh nó màu xanh, và trung mô là cái tế bào màu tím nè ha, nó sẽ tạo thành cái vách để nó phân chia. Ở đây chúng ta sẽ có động mạch chủ và động mạch phổi. Ngược lại ở những cái vùng này ha, ngay chỗ vùng thất ở đây nè, cái vùng nhĩ ở đây nè, cái vùng này vùng kinh nhĩ thất nè, chúng ta thấy rõ ràng chỉ có những tế bào trung mô chuyển dạng thôi ha. Ở chỗ này cũng vậy ha, tạo các lá van. À, chúng ta chỉ thấy chỉ có tế bào trung mô chuyển dạng thôi. Xin lỗi, những tế bào nội mạc nó chuyển dạng tế bào trung mô thôi. Chúng ta không thấy sự góp mặt của tế bào màu thần kinh. Tiếp theo đó chúng ta sẽ hình thành vách liên nhĩ, ha, phân chia nhĩ thất. Thì nó sẽ chia ra ha, phân chia tuần hoàn phổi và tuần hoàn hệ thống bằng cách nó tạo vách liên nhĩ. Ha. Kênh nhĩ thất chung bây giờ nó sẽ phân chia thành nhĩ thất, nhĩ trái và nhĩ phải.
bắt đầu sự hình thành của bách liên nhĩ ha, vào ngày thứ 26 thì cái chân gần đường thoát nó bắt đầu phát triển. Đây mà thấy nè, ở đây chúng ta vẫn có là thất trung, ở đây chúng ta có nhĩ phải, ở đây chúng ta sẽ có nhĩ trái. Rồi chúng ta sẽ thấy nè, bắt đầu khoảng ngày thứ 33 ha, chúng ta thấy một cái vách nguyên phát được hình thành. Đó từ cái chân ở đây nó sẽ hình thành lên. Rồi tiếp theo đó chúng ta vách liên nhĩ sẽ dài ra cùng với chiếc nền phần nhĩ thất tạo thành vách nhĩ thất ha. Thì khi phức hợp nhĩ thất phát triển đến gần lỗ bộ dục thì tế bào bụng này chết theo chương trình. Nó sẽ tạo thành đây chỗ này, cái lỗ bộ dục ở đây nó phát triển ra thì cái chỗ này cái tế bào này bị chết theo chương trình. Nó tạo thành cái lỗ thông thường, giữa đây chúng ta sẽ máu sẽ đi từ nhĩ phải qua nhĩ trái nè các anh chị. Nhưng mà ngược lại sau sinh thì máu sẽ đi theo chiều ngược lại từ nhĩ trái qua nhĩ phải ha, tại vì áp lực ở trong tuần hoàn bào thai thì áp lực bên phải nó cao hơn bên trái, sẽ bé sinh ra sẽ ngược lại. Và đây chúng ta thấy bắt đầu hình thành cái vách nguyên phát ở đây, ta thấy nè, chỗ này thấy không, cái vách nguyên phát ở đây, vách liên nhĩ nguyên phát đây, nhĩ thất vẫn chưa phân chia nè ha, nhĩ phân chia trước nè đó. Và tới đây chỗ này chúng ta thấy những cái tế bào nội mạc cơ tim nằm đây đó, bắt đầu nó phân chia ra cái vách liên nhĩ là vách nguyên phát. Thế tiếp theo chúng ta sẽ có vách liên nhĩ thứ phát, thì hình thành từ chân của nhĩ phải nó cơ dày hơn, ngừng phát triển ở gần cái vùng phức hợp nhĩ thất, nó tạo thành một cái lỗ người ta gọi lỗ bầu dục. Ở thấy nè, đây cái vách nguyên phát của chúng ta ở đây, cái vách này là vách thứ phát, chúng ta thấy nó hình thành từ chân nhĩ phải. Cho nên chúng ta thấy nè, nó cũng ngay chỗ vùng lỗ bầu dục là nó cũng bị thoái triển, mình có lỗ ở đây. Nhưng mà hai cái lỗ này nó lệch nhau nha các anh chị. Cái lỗ lệch nhau, chúng ta thấy không? Cái lỗ này phía trên nguyên phát lỗ đây và thứ phát lỗ đây. Đó. Cho nên máu á, nãy giống như ta thấy á, là cái máu á, nó sẽ đi từ dưới tĩnh mạch rốn ha, sẽ qua cái ống tĩnh mạch và đi về tĩnh mạch chủ dưới nè. Và nó sẽ đi thẳng qua, xong cái máu từ tĩnh mạch chủ dưới nè, nó sẽ bypass qua thẳng đây luôn, nó về chỗ này là nhĩ phải và nó sẽ đi thẳng qua cái nhĩ trái và nó đi xuống thất trái và nó sẽ được bơm qua cái động mạch chủ để nuôi cơ thể. Bởi vì sao nó có hai cái lỗ lệch nhau như vậy nè? Cho nên sau sinh cái ha, sau sinh thì em bé khóc lên chào đời thì hai cái lá này nè ha, hai cái lá của hai cái vách liên nhĩ này nguyên phát cái thứ phát nó sẽ đóng lại với nhau và cái lỗ này sẽ bị đóng lại ha. Chúng ta tưởng tượng nó đi xuyên vậy nè, chứ nó đi thẳng với nhau thì cái lỗ này sau sinh nó sẽ đóng lại. Đó, vách liên nhĩ nguyên phát là ngăn máu di chuyển theo chiều ngược lại, sinh đóng ngay sau sinh do giãn của đột phổi ha, máu từ mạch rốn sẽ ngừng chảy làm cho cái đóng ngay sau sinh. Và chúng ta sẽ xem cái sự tạo vách liên nhĩ nha. Đây, thất ở đây, ở đây chúng ta có nhĩ phải, bên đây chúng ta có nhĩ trái, bốn cái tĩnh mạch phổi được hình thành, đây chúng ta ba cái lỗ, tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch chủ dưới với lại lỗ đổ sơn vành. Em ta sẽ coi cho coi hai hình ha, cái này là mặt chọc giữa và mặt chén. Cái hình này chúng ta dễ hiểu hơn nè. Đó. Thì thứ nhất là cái vách nguyên phát được hình thành ha. Đó, chúng ta có cái lỗ ở đây. Đó. Sau đó tiếp tục cái từ chân nhĩ phải nó sẽ đi xuống một cái vách thứ phát tiếp theo. Đây cái lỗ bầu dục là chỗ này vùng thoái hóa nên cái lỗ dục đây. Đó. Còn sau đó cái lỗ thứ phát từ cái chân của nhĩ phải đi xuống, nó lỗ nằm đây, các anh chị thấy không, lỗ bầu dục ha. Đó, đi rồi thấy không? Đó, máu vậy. Cái sau xanh nó đóng lại ha, chúng ta sẽ hoàn toàn kín giữa nhĩ phải và nhĩ trái. Ha, cái hình này mô tả lại thôi. Tiếp theo nữa thì chúng ta sắp xếp cái buồng tim ha. Thì tiếp theo nữa là sao? Kênh nhĩ thất nó sẽ nối ha, nhĩ nguyên thủy với thất trái nguyên thủy. Ban đầu chúng ta sẽ có thất với nhĩ chung với nhau, bây giờ cái việc của nó sẽ phải phân chia ra để máu nó không có đi ngược lại ha, nó không, nó chỉ đi từ nhĩ phải xuống thất phải, nhĩ trái xuống thất trái thôi, chứ nó không có chồng ngược lên, nên nó phải bắt buộc nó hình thành cái cấu trúc gọi là kênh nhĩ thất. Thì thất phải nguyên thủy nó sẽ nối với đường thoát ha, và đường thoát nó sẽ phát triển, nó phân chia tạo vách để tạo thành động mạch chủ và động mạch phổi. Rồi buồng thất nó sẽ mở rộng ha, các buồng tim xoay ha, tạo rồi đưa kênh nhĩ thất với thất phải làm theo thứ tự. Đây chúng ta coi, đây chúng ta có đường thoát ở đây, cái ống tim bên này có đường thoát ở đây,
Ở đây chúng ta có thất trái và ở đây nó sinh thành cái kênh nhĩ thất để nó phân chia ra nhĩ với thất ở đây ha. Và tưởng tượng cái phần ở phía sau nha các anh chị, cái phần nhĩ là phía sau. Tới ngày thứ 36 ha. Ngày thứ 36 đây đây chúng ta có thất phải, đây cái thất trái nè, nó sẽ xoay từ từ ha. Cái nhĩ đây, nhĩ nó giờ lên đây nè, mới đầu nó còn nằm đây giờ đã đi lên tới đây nè các anh chị. Đi lên tiếp đây ha. Và chỗ này đường thoát nè. Ha, này phần gần của đường thoát, cái này phần xa của đường thoát nè. Và song song đó tới ngày thứ 42 thì chúng ta bắt đầu thấy có một cái nhú cơ nó nằm giữa hai thất ha. Đó. Và nó sẽ phân chia cho chúng ta có là thất phải và thất trái. Đây, từ cuối ngày thứ tư ha. Bắt liên thất bắt đầu hình thành giữa hai thất, đây chúng ta thấy nè. Đây. Thì trong thất ha, trong tâm thất á có cái thành ha, hình thành các cục cơ và giải cơ điều hòa. Đây. Đây cái giải cơ điều hòa nhỏ nhỏ đây nè ha. Thất trái không có. Đó là cái lý do mà chúng ta trong cái bệnh lý mà cái hồi nãy tôi nói á, là nó nằm sai lệch các vị trí của buồng thất á, thì chúng ta sẽ xác định cái này là thất phải. À, xác định đây là thất phải thì dựa vào, không phải dựa bên phải, tại bây giờ nó xoay bất thường mà chúng ta đâu thể nào chúng ta dựa bên phải thất phải đâu, mà chúng ta sẽ dựa vào cái cột cơ ha, và cái giải cơ điều hòa nằm đây. Tôi biết là chỉ có thất phải mới hình thành cái cấu trúc đó, cho nên khi là ha, khi xác định thất trong những gì đặc tiên chúng ta xác định à đây thất phải, mặc dù nằm bên trái ha, chúng ta phải biết là thất phải bởi vì nó có các giải cơ điều hòa. Vậy thất trái như vì xoay trở bất thường như thế nào mà tạo ra các vị trí bất thường. Rồi tới tuần thứ tư với tuần thứ tám thì bắt đầu các lá van bắt đầu cứng lại ha, những cái mô liên kết ha xung quanh trên nhĩ thất phải và trái, và nó tăng sinh biệt hóa, nó dính vào nội mạc tim ha. Van được cấu tạo để máu sẽ lưu thông một chiều thôi. Nhĩ trái chúng ta có van 2 lá, nhĩ phải chúng ta có van 3 lá, chúng ta biết rồi. Đây chúng ta sẽ có những cái tế bào cơ tim nằm đây ha, rồi những tế bào nội mạc tim nằm đây ha, và nó sẽ ở dưới sự cảm ứng ha, dưới sự cảm ứng nó sẽ làm cho những cái tế bào này chuyển dạng. À, chuyển dạng, nó gọi là cơ sinh cell, và nó tạo thành chất nền ha, chất nền nó tạo thành các cái lá van. Đây chúng ta thấy nè ha, đây sau cái đó hình thành xong thì ở đây chúng ta có cái vách liên nhĩ ha, nguyên phát thứ phát tạo thành lỗ bộ dục. Đây máu sẽ di chuyển đi xéo ở đây ha. Cái này chúng ta sẽ có cái vách liên thất, và tất cả những chỗ này được đóng kín lại, các anh chị thấy không ha. Đây chúng ta có vách chỗ này nè, cái vách này vách nhĩ thất. À, nó tạo thành các cái lá van ở đây. Hôm nay đây có cái lá này van 3 lá, đi van 2 lá, nó sẽ ngăn giữa đây là nhĩ phải, thất phải, để nhĩ trái, thất trái tạo cái lá van đã ngăn nguồn máu lại ha. Chỗ này chúng ta sẽ có vách liên thất, vách liên nhĩ, và đây chúng ta sẽ có một cái cấu trúc người ta gọi là vách của kênh nhĩ thất ha. Và tất cả những cái chỗ này sau sinh nó đều đóng kín lại hết. À, nếu có cái lỗ bất thường đây, chúng ta có thông liên thất, lỗ bất thường đây có thông liên nhĩ, hoặc là bất thường cái vùng này thì cái bệnh lý lại là kênh nhĩ thất ha. Đây chúng ta sẽ coi coi nó cái việc nó tạo thành các cái kênh nhĩ thất như thế nào. Song song nó bị kênh nhĩ thất nó sẽ tạo thành các cái lá van 2 lá và van 3 lá. Đây chúng ta sẽ có ha. Cái vùng này vùng cơ tim, cái nội mạc tim. Đây, đó nó sẽ chịu sự cảm ứng để những tế bào nội mạc tim ha, nó chuyển dạng. Như vùng thạch tim như tôi đã ban đầu, đó. Nó chuyển thành những cái tế bào ha, gọi là Cushing cell. Và những tế bào cơ sinh cell này ha, nó sẽ tạo ra các chất các nền, tạo ra các lá van. Đây đây nó phân chia như chúng ta thấy ha, ở chỗ này nè, chỗ này thất nè, chỗ này nhĩ nè, nó phân chia nó tạo thành cái vách của kênh nhĩ thất. Rồi tiếp theo nữa nó tạo vách đường thoát ha, thì phân chia đường thoát là do sự hình thành của nội mạc chất nền và cơ tim thứ phát. Nó có hai cái vùng anh chị, vùng vùng nón là vùng gần và hình thành vùng thân ha. Tức là vùng nón là vùng gần là chúng ta sẽ hình thành các cái lá van á, vùng xa chúng ta sẽ có nguyên cái thân của động mạch chủ với động mạch phổi. Vách đường thoát ha, vùng nón sẽ bị cơ tim hóa, quá trình xoay vùng thoát sẽ giúp động mạch chủ đi ra từ thất trái và động mạch phổi thất phải. Nên ta coi cái hình này đi. Đây chúng ta thấy nè, chỗ này chúng ta đang có một cái đường thoát nè, thì chúng ta sẽ có hai cái nhĩ nằm đây, thất nằm đây ha. Bây giờ thì sao? Cái đường thoát ban đầu thì nó nằm ở chỗ cái thất phải nè. Nhưng chúng ta biết rằng là máu sẽ phải đi ra động mạch chủ từ thất trái, và máu từ động mạch phổi, xin lỗi, máu từ thất phải đi ra động mạch phổi ha. Thì bắt buộc như vậy nó phải tạo vách. Nếu mà tạo vách thẳng xuống
chúng ta đâu có được, chúng ta sẽ được máu nó đâu có đi ra ngược như vậy. Nên chúng ta đang cần là thất trái ra động mạch chủ, phải động mạch phổi nha, đi chéo nhau rồi nè, các anh chị tưởng tượng được không? Phải đi máu ở động mạch phổi đây, tưởng tượng được không? Thất trái máu ở đây, chúng ta thấy cái vách này nó được hình thành nè. Bởi vậy cho nên nó ngoài cái việc đó, nếu như hình thành cái vách đơn thuần đó, thì chúng ta chỉ cần những tế bào chuyển dạng của nó mạch tim thôi. Nhưng mà đây nó có sự tham gia của cả những cái tế bào hình thành của cái tế bào màu thần kinh nữa. Nó sẽ tham gia tạo hai cái vách chéo nhau, anh chị thấy không? Một cái vách màu vàng đi xuống đây nè. Ha. Cái phần trên này chúng ta thấy nè, cái vách màu vàng ở đây, cái vách màu xanh ở đây, thấy không? Cái phần này thì sao? Nó đứng lên. Và tới phần này nè, tới phía dưới này nó đảo ngược lại, anh chị thấy không? Đây màu xanh nè, nó đảo đây, màu vàng nó đảo đây. Hai cái vách này nó sẽ bắt chéo nhau ha. Và từ đó các anh chị thấy không, nó mới hình thành một cái ống đường chéo. Như người ta có cái nói là có sự bắt chéo của cái đại động mạch đó, là lúc đó nó mới hình thành hai cái đường chéo nhau đây. Thì chúng ta sẽ có máu từ thất trái sẽ đi động mạch chủ nằm đây ha, và thất phải đi động mạch phổi nằm đây, tưởng tượng được không các anh chị ha. Và song song đó khi nó hình thành buồng thoát không, nó sẽ nối luôn với cả cái vách liền thất nữa, và chúng ta hoàn thất đóng kín cái vùng đó. À, tiếp theo đó chúng ta có tiếp theo nó sẽ phát triển cái van động mạch chủ và động mạch phổi ở vùng đường thoát ha, và cũng chưa hình thành từ mô chức nền thôi, và nó hoàn tất khoảng tầng thứ 9 thì có cái lá van nó được hình thành của động mạch chủ với động mạch phổi. Thì trong cái bất thường đó ha, chúng ta thấy rõ ràng là cái tế bào màng thần kinh nó tham gia vào quá trình hình thành của cái đường thoát. Cho nên trong cái bất thường tế bào màng thần kinh đó, thì nó sẽ gây ra ngoài bất thường tim sẽ bất thường nhiều cơ quan khác nữa, mà điển hình những cái bất thường đó là chúng ta có hội chứng sạc, có nghĩa bất thường tim ha, gây chậm phát triển, bất thường cơ quan sinh dục. Tại vì chúng ta sẽ học cho thấy tế bào thần kinh cũng tham gia quá trình hình thành cơ quan sinh dục nữa, bất thường mắt, bất thường tai. Ví dụ hội chứng đi giọt cũng vậy, bởi vì chúng ta nói một cái vi mất đoạn khi nhiễm sắc thể số 22 thì nó cũng gây ra vừa bất thường tim vừa chậm phát triển. Hội chứng động mạch trụ nó cũng ảnh hưởng tới sự phát triển của tế bào màng thần kinh. Nhớ tế bào thần kinh đúng không các chị? Là cái tế bào mà cái vùng rìa á, khi mà cái tấm thần kinh á cuộn lại nó khép xuống phía dưới rìa đó, thì nó có là những tế bào thần kinh nó sẽ được hình thành phía trên giữa cái lớp thượng bì, cái lớp thượng bì hay lớp da và cái ống thần kinh. Thì chúng ta coi cái clip này, nó hình thành những cái ống, nó phân chia hai cái đại động mạch của chúng ta. Ở đây ha, những cái tế bào màng thần kinh nó nằm ở đây, cái ống thần kinh nè, các tế bào màng thần kinh nó sẽ nằm ở phía trên này nè. Đó, nó sẽ di chuyển vào cho cái vùng mà vùng thoát để nó tạo thành thất, xin phân loại lỗi, phân chia thành động mạch chủ với động mạch phổi. Đây ha, ban đầu chúng ta có một cái vùng thoát nè, và nó phải phân chia, nó tạo vách nè, chúng ta thấy nè. Đây, ở dưới đây chúng ta có thất ở dưới đây ha. Mà trên đây cái đường thoát đây. Thì phần xa đường thoát, phần gần đường thoát. Các anh thấy không? Nó sình hai bắt bắt chéo nhau vậy nè. Trên máu nó sẽ di chuyển. Thất phải qua động mạch phổi đây, thất trái động mạch chủ nằm đây ha. Và cái vách này nó sẽ nối luôn cái vách liền thất. Ha. Và nó sẽ nối tiếp với lại cái túi của cung mạch chủ. Rồi đây chúng ta vẽ lại cái hình như chúng ta xem ha, nếu mà thần kinh nó di chuyển vào vùng thoát ha, nó di chuyển vào các cấu trúc khác ha, như mắt này nọ ha, nó ảnh hưởng bất thường mắt của bất thường tai. Rồi chúng ta sẽ có tim, là cái trái tim chúng ta nó sẽ tự đập ha, nên người ta gọi là pacemaker. Các tế bào cơ của tim nó khả năng ha, tự kích hoạt điện và lan truyền từ bên này qua tế bào kia, và nó bắt đầu là từ khởi nát đến xoang nhĩ, sẽ dẫn truyền tới hệ thống ha để đập đều đặn, và nút nhĩ thất hình thành sau nút xoang điều hòa, dẫn truyền từ nhĩ xuống thất. Ta thấy là một cái thai nè, nó tính theo tuổi thai này là theo sản khoa thì nó đâu đó nó khoảng chừng 7 tuần ha, nhưng mà đối với chúng ta nó khoảng chừng 5 tuần á. Đây chúng ta thấy
cái kích thước cái phôi á, thời điểm này cơ thể tim bắt đầu hoạt động. Kích thước cái phôi này nó khoảng 10 mm đầy tim nè. Cái này đúng không? Chị biết cái này là gì? Tuần hoàn sức sinh và sau sinh thì chúng ta biết rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ nhắc tới một số cái dị tật bẩm sinh hay gặp thôi. Chúng ta nhắc sơ để tại sao nó bất thường như vậy thôi. Thì tim bẩm sinh là một cái dị tật khá hay gặp ha. Nó chiếm khoảng 2% cái dị tật ở trẻ sinh sống. Tức là trong dụng khoảng 10 cái dị tật khác nhau thì 2% của nó là do tim bẩm sinh. Và đối với trẻ sinh sống thì cứ 1000 trẻ thì có 5 đến 8 trẻ bị. Thì với các kỹ thuật phát triển như bây giờ siêu âm này nọ ta làm tốt á, thì càng ngày nhiều cái dị tật tim bẩm sinh càng được phát hiện và càng phát hiện sớm, chúng ta có những cái can thiệp sớm sau sinh hỗ trợ các em bé này, chúng ta sẽ mong ta điều trị thành công. Nguy cơ tái phát sinh con bị tim bẩm sinh nó khoảng 2,5% mà tùy theo nguyên nhân nữa, và có rất là nhiều nguyên nhân tim bẩm sinh vẫn chưa hiểu rõ ha, trong đó có cả bệnh đơn gen. Chúng ta sẽ hay liên quan tới các bệnh lý về cơ tim đó các anh chị. Bệnh cơ tim giãn nở, bệnh cơ tim phì đại thì hầu hết những trường hợp đó mà chúng ta thấy hình thành bất thường của mô cơ tim á, thì những cái đó hay liên quan tới bệnh đơn gen, hoặc một số nằm trong các hội chứng ví dụ Holoram chẳng hạn. Rồi rối loạn về cấu trúc những cơ thể nó chiếm được khoảng 6% và nó góp phần vô cái ảnh hưởng tới hình thành tim, thì vẫn là người ta gọi là những cái yếu tố gọi là epigenetic. Thì ở đây chúng ta sẽ có hóa chất nè, rượu nè, các cái thuốc nè, rubella, mẹ bị rubella, mẹ bị tiểu đường, nãy tôi đã nói rồi ha. Rồi cái tập chúng ta sẽ coi cái tập đó, khuyến khuyết bắt liên nhĩ ha, nó chiếm khoảng chừng 10.000 trẻ sinh sống có một trẻ. Thì thông thường cái khuyến khuyết liên nhĩ này rất là khó để phát hiện trước sinh, chúng ta thấy rồi đó, rõ ràng trong cái tim nó có cái ổ dục ha, vì một lý do gì đó cái bách nó hình thành bất thường thì rất là khó khăn, hầu như ta không chẩn đoán được trước sinh cái dạng tập này. Tại bắt liên nhĩ nhỏ nè, không che kín như thai nhĩ nè, lúc trong bầu thai á, thì chúng ta thấy máu rõ ràng đi từ nhĩ phải qua nhĩ trái ha, nhưng mà sau sinh thì sao, nếu mà có cái bất thường thì bị áp lực của thất trái cao hơn, nó sẽ máu đi ngược lại đi từ nhĩ trái sang phải. Thì trong những thông thường là những cái lỗ nhỏ thường thường nó sẽ tự đóng ha, chúng ta theo dõi em bé khoảng 3-6 tháng tự đóng. Nhưng mà nếu chúng ta theo dõi mà nó không đóng á ha, thì cái lỗ thông liên nhĩ ở đây mà nó không đóng á, thì bắt buộc ha, chúng ta sẽ phải đóng cái lỗ này, chứ không dần dần lâu ngày nó sẽ gây suy tim và cả phổi ha. Rồi cái tiếp theo nữa là cái tật khác ha, nó là bắt liên nhĩ, tức là khác bắt liên thất, chứ không hòa lại cái chân nền nội mạc vùng bụng và lưng ha. Nếu bất thường bắt liên nhĩ liên thất và bất thường cả van nhĩ thất luôn ha, gây sinh trái phải và cũng dẫn tới gây áp cả phổi và suy tim luôn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có khiếm khuyết bắt liên thất ha, chúng ta có từ liên nhĩ ha, bắt nhĩ thất tới là bắt liên thất, thì là một cái dị tật hay gặp ha, chiếm 25% cái trường hợp tim bẩm sinh và nó khoảng 12/10.000 trẻ sinh sống. Nguyên nhân là có phát hiện bất thường ngay gần buồng thoát, hay chúng ta thấy cái lỗ thông nó ngay gần buồng thoát á, nó sẽ phải có thông sau khi cái buồng thoát nó được hình thành, cái vách liên thất của buồng thoát á, nó sẽ hình thành vách buồng thoát và cái vách liên thất sẽ nối với nhau nó không hòa lại phần cơ màng của vách liên thất và bất thường vách nhĩ thất vân vân, hoặc khiếm khuyết cái van nhĩ thất ha, bất sản van ba lá hay thiểu sản thất phải nè. Hoặc chúng ta có một tật khác là thất phải hai đường ra ha, có nghĩa là sao? Bình thường thất phải nó sẽ có chỉ xuất phát của động mạch phổi thôi ha, thì bây giờ động mạch phổi và động mạch chủ đều xuất phát ở thất phải nó sẽ hay kèm với khiếm khuyết bắt liên thất và thông liên thất á. Đây chúng ta thấy nè, này thất phải hai đường ra ha, bình thường trái tim của chúng ta nè, thất phải đi ra động mạch phổi, thất trái nó sẽ là động mạch chủ ha, vì một lý do gì đó thì chúng ta sẽ có nè, đây cái thất phải nè ha, thì vì sao các anh chị, chẳng lẽ nó phải xoay cái này qua đây ha, cái động mạch chủ nằm bên đây ha, biết xoay sao đó, bây giờ ngay cái thất phải nó luôn hai đường ra, thì cái này ta phải mổ, ta sửa chữa, ta đưa được cái động mạch chủ đi vào đây ha, và phổi đi qua đây ha. Nó thường là do cái bất thường hình thành cái đường thoát ha, nó gây ra như vậy. Và chúng ta bất thường cái van động mạch chủ và động mạch phổi nha, thì nó thường gây hẹp van ha, cái này là do quá trình hình thành các cái lá van thôi. Nếu như nói hồi nãy do mẹ của tiểu đường chẳng hạn ha, nó bất thường cảm ứng nó hình thành vùng chức nền cũng như cái tế bào trung mô gây ra gì thật đó, hoặc hẹp van động mạch chủ ha, khi vi thải trái cáo phổi và suy tim. Cái hẹp van động mạch chủ này là thường thường trong bào thai nó sẽ diễn tiến, mà nếu chúng ta có những trường hợp nặng chúng ta không can thiệp trong bào thai á, thì nó sẽ ngày càng hay nó cáo phổi và suy tim mà em bé nó gây phù thai và em bé sẽ tử vong. Thì trong một số trường hợp đó, người ta sẽ có một cái thủ thuật đặt một cái dụng cụ để nong cái van này ha, nhằm giúp cho em bé có thể chúng ta sẽ chịu đựng được. Ví dụ như thông thường ở Việt Nam chúng ta có thể nuôi em bé khoảng 30-32 tuần
À, ví dụ em thấy khoảng mấy tuần mà nó bắt đầu nó diễn tiến thì chúng ta sẽ phải nâng cái van nó ra để đưa em bé kéo dài cái đời sống được của nó trong tử cung được khoảng 30 32 tuần, chúng ta sẽ mổ lấy em bé ra và điều trị em bé sau sinh chứ không để tiếp tục nó sẽ bị tử vong. Rồi chúng ta sẽ có khiếm khuyết vách đường thoát ha, còn cái chuyện ngoài hồi nãy chúng ta thấy thức phải đường ra gì nó có thân chung động mạch, có nghĩa là nó không có chia. À, chúng ta thấy là rõ ràng cái động mạch phổi mạch chủ nó phải chia ra ha, cái vách chia buồng thoát nó bị vấn đề gì đó ha, chúng ta có một nguyên cái thân chung luôn ha, nó không chia. Hoặc là cái chuyển vị đại động mạch, à, có nghĩa là thay vì chúng ta sẽ có thất phải đi ra động mạch phổi, thất trái động mạch chủ vì lý do gì đó ha, chúng ta sẽ có thất trái thì đi ra động mạch phổi, thất phải đi ra động mạch chủ ha, bởi vì ta gọi là tật ở tật chuyển vị đại động mạch. Xíu ta coi cái hình nó dễ hiểu hơn. Mà tứ chứng pha lô có nghĩa là bất bình bốn thường, ấy sẽ là bất thường bốn thứ, tức là thông nguyên thất nè, hẹp ở động mạch phổi, động mạch chủ tử ngựa, phì đại thất trái, thất phải, xin lỗi. Ở đây chúng ta sẽ có một cái tật ha, là thân chung động mạch. Đây chúng ta có một cái phần phần nón à, nó không có chia các chị, cái phần xa nó chia là phần gần nó không chia. Đây động mạch chủ nè, đây động mạch phổi nè ha, thay vì chúng ta sẽ có một cái vách phân chia ở chỗ này à, và chỗ đóng cái vách liên thất lại thì đây vách liên thất không đóng, tại vì hình thành bất thường cái đường thoát luôn mà các anh chị à, cho nên nó hình bất thường luôn cả cái phần này, đáng lẽ nó phải dài ra nè, đóng xuống đây chỉ chỗ cái vách liên thất thì nó không đóng à, nên chỗ này chúng ta sẽ có nè động mạch phổi nè, à, động mạch chủ giờ nó không phân chia, chúng ta có một cái thân chung như vậy thôi. Cái tật này mổ điều trị cũng rất là khó khăn tại nó liên quan đến cái việc mà tạo hình các cái ban nữa. Hoặc cái tật này là chúng ta có tật chuyển vị động mạch à, như ta biết động mạch chủ sẽ phải nằm đây à, nó phải đi ra từ thất trái, động mạch phổi sẽ đi ra thất phải, đây không có ha, đáng lẽ nó phải xoay cái vách, nó phải xoay à, nên nó không xoay à, nó đi máu thẳng luôn, cho nên nó gọi là hai cái động mạch này nó song song với nhau vậy đó. Thì chỗ này nè ha, động mạch chủ à, nó sẽ đi vào, nó cắm vào trong thất phải và động mạch phổi nó cắm vào thất trái. Những cái dị tật này chúng ta phải phát hiện sớm à, phải sớm. Thì như ngày xưa người ta sẽ phá vách liên nhĩ này nè à, để máu trộn lại bé đỡ tím, nhưng mà ngày nay với những kỹ thuật mới phát triển của sơ sinh ta có thể mổ sớm hơn bé sau còn 1 ngày này, à, phải mổ 1 ngày 2 ngày ta cắm lại để chuyển gốc của hai động mạch này, cắm cái động mạch chủ vô đây, cắm cái động mạch phổi vô đây nha. Có những cái cấp cứu sơ sinh ha, chúng ta phát hiện sớm, chúng ta điều trị sớm cho bé thì mình cứu được cho một phổi nó tím ha, nó tử vong. Rồi cái tật này nữa là cái tật mà chúng ta sẽ có nãy tứ chứng pha lô á, nó sẽ bốn chuyện ha. Thứ nhất là nó hẹp động mạch phổi ha, thứ hai là thấy động mạch chủ cứ ngựa tại vì động mạch chủ nằm đây là không có, nằm tẹt ở đây ha, mà chúng ta có thông liên thất và chúng ta sẽ phì đại thất phải ha, là bốn cái tật của cái tứ chứng pha lô. Và hiện tại thì trong cái báo cáo mới nhất á, ta sẽ liên quan đến các cái bất thường gen ha, bất thường gen nó liên quan với lại các cái bệnh cực cái tim à, đây ví dụ như tứ chứng pha lô liên quan tới các cái gen này à, ví dụ thất bại hay đường ra hay có liên quan tới các cái gen này nha, ví dụ thông minh thấp có thể gặp các cái gen này vân vân. Rồi cái phần mà cái clip coi lại cuối cùng rồi bác chị tin các chị về sẽ tự xem ha à, đây chúng ta xem cái phần tóm lại của hình hình tim thôi à.